Thưa quý vị thân mến, thì rất vui gặp lại quý vị trong clip ngày hôm nay. Hôm nay Long sẽ quay một số tác phẩm bonsai tại vườn của chủ tư ở Bình Dương quý vị. Thì sẽ quay và gửi tới quý vị bà con cô bác mình cùng xem và giao lưu tại vườn. Thì vườn chủ tư thì trước đây Long có quay rồi, cùng giao lưu một số tác phẩm. Thì bây giờ Long sẽ quay chi tiết những cái tác phẩm mà trước đây Long chưa quay á quý vị. Thì biết đâu quý vị bà con cô bác mình có thể xem và tìm ra được, lựa chọn cho mình được những tác phẩm ưng ý để thỏa mãn đam mê bonsai quý vị nhé. Quý vị trước tiên xem video cho Long một like ủng hộ tinh thần, cũng như là yêu mến Long, quý vị có thể đăng ký kênh để chúng ta tiện theo dõi những video mới nhất mà Long đăng tải mỗi ngày vào lúc 19 giờ quý vị nhé. Tại vì quý vị đăng ký và nhấn vào cái tín hiệu chuông để YouTube thể thông báo, còn YouTube thì không phải lúc nào cũng hiển thì cái video đầy đủ cho mình xem được các quý vị. Đây trước mắt quý vị là một tác phẩm cây me. Cây me này thì điều đặc biệt thì nó là một cái tác phẩm rất độc đáo quý vị ạ. Nó một cái bề ở dưới này này. Cái me lớn quý vị nhé, và nó có một phần lụa, một cái lụa nó bệt và nó tạo nên một phần tử phía bên này. Cái me này là một cái tác phẩm cũng khá là độc đáo, và các cái đường truyền cắt chuyển nhiều lần tạo nên một tác phẩm me rất là hùng vĩ quý vị. Đây Long quay tổng thể, cái này là cái lớn quý vị nhé. Đây là đường hình của nó, ở đó khoảng tầm 200 thôi, 200 hơn 200. Đây là tác phẩm me khổng lồ. Cái này thì có khuôn viên lớn, chúng ta để vào thì nó mới đẹp tuyệt vời. Thế nào cái phần con tử nó đi lên đây, nó như một con tàu ra khơi luôn quý vị ạ. Đây cũng là một tác phẩm me đẹp, nuôi lâu năm rồi. Những cái chi cần như thế này thì vì chúng ta xem chúng ta cũng có thể là hiểu được cái me. Chắc hẳn quý vị cũng nhìn sơ qua cũng biết được giá trị của tác phẩm này. Những chi tay này quý vị, nuôi to. Thì ngoài ra thì tại vườn của chủ tư còn rất là nhiều cái tác phẩm. Thì Long sẽ quay số chi tiết một số tác phẩm dạng thế này quý vị. Đây có nhiều tác phẩm lắm. Mai chiếu thủy là chung. Cái này thì già, được cái thì nó già lắm quý vị. Càng độ. Cái này gọi được có rất là đẹp. Già lắm rồi. Đây là chúng quý vị nhé. Đây được có này là đẹp luôn đó quý vị. Ngoài ra thì còn nhiều tác phẩm cây sâm núi. Sâm núi trái. Trái này. Đây là một tác phẩm sâm núi khá đẹp, nhỏ. Phần bên này cũng vậy. Nhỏ rất là duyên cây. Đây, cái này là một tác phẩm cái sâm núi này. Sâm núi trái hết quý vị nhé.
hôm nay là một tác phẩm cái mai chiếu thủy. Cái này đường hoành của nó là khoảng 90 vị, cái lớn. Cái này thì đang nuôi. Thì cái đang nuôi thì nó sẽ có cái giá đang nuôi. Cái này hôm rồi nó có hỏi chủ tư, nó rơi vào khoảng tầm 150 triệu ạ quý vị. Cái lớn. Cái này đường hoành của nó khoảng 90 lận, cái lớn lắm quý vị nhé. Đường thân thì nó già lắm. Già. Một số tác phẩm cái sam núi trái quý vị, sam núi trái mà rong khai thác hết quý vị nhé. Đây Long có thể quay kỹ tác phẩm này quý vị và con cô bác mình dễ giao lưu này. Cái độ thì cái đường đổ của nó từ trên thân về khoảng rơi vào khoảng tầm 60 quý vị, từ đỉnh ngọn về khoảng 60. Đây một số một trái đang còn, cái thì rất là già rồi, quý vị có thể nhìn những cái bộ bông tai bông tàng của nó. Sâm núi. Có thể ngắm nhìn những cái tán cây ở phía dưới rất là dài này quý vị. Trái này, số một trái đang còn sót này. Cái này đường hoành ở đây thì nó rơi vào khoảng mười mấy cm thôi quý vị. Hoành ở đây khoảng tầm 13 cm, 13 14 cm thôi. Phẩm này là tác phẩm cái gừa. Hàng thiên nhiên. Làm mà được bẻ theo kiểu lối hồi xưa quý vị. Một tác phẩm cây lạt chung. Tác phẩm cây lạt chung. Cái này thì được cải thì nó ra cực kỳ ra luôn quý vị. Cây lạt chung. Nhìn một nút xanh này. Dài. Giám xương rất là dài luôn quý vị. Cái này thì nó được cải thì nó có một cái cành lạ. Đây quý vị, nó có cái cành lạ. Cái là chung, cái này đường hoành nó chắc ở 30 thôi quý vị. Điều đặc biệt thì nút sần của nó nhìn rất là dữ. Cái là chung này thì nhưng mà cơ bản những cái nhỏ nhỏ như thế này thì nó dễ chơi. Nhưng mà cái tiền của nó thì cũng vừa vừa tâm. Cái là chung này thì vài chục. Điều biệt thì nó duyên cấy quý vị nhé. Trung nu. Tổng chiều cao của tác phẩm này thì nó rơi vào khoảng tầm 70 quý vị. Tổng chiều cao nó rơi vào khoảng 70. Trung nu. À, phía bên này có một tác phẩm cây sam núi trái mà trông thấy nó cũng khá là đẹp. Được cái giám xương nó dày. Dày tích lắm. Dày cực kỳ dày. Giám xương nó dày thôi.
và rất là nghệ thuật. Gấm xương ở trong thì dày hết nói rồi chú ơi quý vị ạ. Dày cực kỳ dày luôn. Từng từng lớp lớp. Đây quý vị có thể nhìn thấy một cái đường co độ của nó rất là đều. Xù xù lên tới là cái mặt này luôn, nó xù lên luôn quý vị nhé. Này, giấm xương của từng tán cây, từng tán bóng, dày, dày rất là dày luôn. Đấy, những tác phẩm như thế này thì quý vị yêu thích tác phẩm nào thì có thể liên hệ với chú Tứ để ta giao lưu và chơi thỏa mãn đam mê quý vị nhé. Nhiều, ví dụ tác phẩm cây lá chung này cũng vậy. Đây cũng là một tác phẩm cây lá chung rất là già. Là chung này thì đường hoành ở đấy thì Long Tỉnh nó cũng rơi vào khoảng 30 thôi quý vị ạ. Như điều đặc biệt thì những bộ bông tai bông tàng được nuôi lâu năm lắm rồi, già cây động sắn hô hết. Phía bên này thì Long thấy một tác phẩm mai trúc thủy biệt độ. Độ này thì mình chơi cái dạng trực nhiều rồi để Long quay kỹ tác phẩm cái độ này để quý bà con cô bác mình có thể giao lưu được tác phẩm này hay không. Đây, một cái độ quý vị ạ, một cái mai trúc thủy dạng độ thì thấy ở trong già lắm, già và dài, thực sự nó dài. Ngọn đổ của nó về từ đây. Cái này thì đường huân thì chắc cũng cỡ hai mấy thôi quý vị. Để Long quay ở cái mặt phía dưới ra cho quý vị và con của bác mình nhìn cho nó kỹ. Đây là những cái cần đổ của nó. Cũng là cũng nó cũng hơi khó quay chứ. Hình như có một chút còn một chút thèo nữa. Còn một xíu nữa. Ở cái mặt cắt. Nhìn tổng thể thì nó duyên, nó còn ở trong thì nó nhìn quay không có kỹ hết được các. Đấy, như một số tác phẩm mà chú thủy. Như thế này cây cũng lớn. Cái này gần có 7-80 luôn này. Cái cây gần này. Cái này là núi da đen chú hả? Núi da đen không? Núi da đen. À. Cái này cũng là cây lớn nha. Cái này đường hoành nó chắc ở đây vào khoảng tầm 60 không? Quanh thì 90. Cái này hả? Cái hả? Nó tròn cây hả? Tròn cây lắm. Đây, chỉ cần giữ ra người ạ. Đây là một tác phẩm mai trúc thủy khá là đẹp ạ. Cơ bản là thành phẩm rồi. Thành phẩm hết rồi. Đây chỉ có về chơi thôi. Thì gừa
dưa dạng độ. Dưa thì nó có nhiều trái này. Đây quý vị. Cái dưa dạng độ đẹp lắm quý vị nhé. Lâm xương dày dày tít mù luôn. Đây là dạng độ này. Lâm xương đi lại phía trước luôn, quay tác phẩm mà vừa này cho nó kỹ thì bà con cô bác mình có thể ngắm nhìn và giao lưu được cho nó dễ quý vị. Đây. Thì có thể ngắm nhìn cái ngọn độ của cái dưa này rất là duyên cây quý vị nhé. Cái này một vài bữa nữa thì nó cho ra hoa vật trái rất là nhiều này. Cái độ rất là nghệ thuật. Đây cũng là một cây đẹp quý vị ạ. Bây giờ cái này hơi ngược sáng một chút xíu. Đấy, ta có thể nhìn tổng thể cái tác phẩm cái gừa này. Cái gừa này thì tổng chiều cao nó rơi vào khoảng tầm 60 và cái cần độ của nó rơi vào khoảng tầm 1m2 quý vị. Ngọn độ xuống 1m2 hơn 1m2. Đấy, cái gừa. Đây cũng là một tác phẩm đẹp. Cái lớn quý vị nhé. Dù tác phẩm cái cần thắng như thế này, cần thắng mà giá rẻ nổi cốm hết rồi. Năm xưa nhìn đã đời chưa quý vị? Năm xưa nhìn đã đời chưa? Cái cần thắng cá đã đẹp và chuẩn chỉ rồi. Cần xương rất đẹp. Đấy, những cây này phần cả mát để thì bề phía một mạng để luôn rồi. Xì tay vườn của chủ tứ thì lâu lâu cỡ vài tháng thì long quay trở lại đấy, long đăng những clip thì có những tác phẩm mà chú mới đưa ngoài vườn vào, ngoài bồn vào thì long sẽ quay kỹ một xíu. Còn những tác phẩm như thế này trước đây có những clip thì long cũng đã từng quay rồi, thì nay long quay sơ lại cho quý vị và con cô bác mình ngắm nhìn. Để đâu là những anh em chúng ta chưa xem được những tác phẩm này thì có thể liên hệ với chủ tư để giao lưu quý vị ạ. Đa số những cây của chủ tư thì rất là già cây. À, đây có một tác phẩm mai chú thủy dáng độ cũng khá là đẹp này. Cái này do đen là lớn. À, đây là một tác phẩm mai thủy dáng độ đường cong có khá lắm luôn, có gắt. Cái này thì nhỏ nhỏ thôi. Cái co của nó rất là gắt. Cái gì lên là 100% rồi. Đặt trên những cái chậu cổ quý vị.
bên này là có một tác phẩm cây cần thang độ này. Cần thang thang độ. Thì vì nào mình chơi cần thang mà chưa có cây thang độ thì có thể tham khảo tác phẩm này quý vị. Cần nuôi nói chung là cũng khá lắm rồi. Cần thăng giáng độ thì ạ. Một cây dưới nghệ thuật. Đây là cây dưới. Rất là nghệ thuật. Đường thân nó đi rất là nghệ thuật thì ạ. Cái dưới quý vị nhé. Mai cho thủy là trúng dạng đổ bay. Cột thì đường huân chắc cỡ 20 thôi quý vị ạ. Dòng xương thì dày. Mini. Cái mini nghệ thuật nhỏ nhỏ và già hai thân, cái rất là nghệ thuật. Làm xương dày lắm chứ. Hai thân nó quyền vào nhau quý vị ạ. Già lắm. Đấy, những tác phẩm cây lớn này thì quý vị có thể xem lại những clip trước của Long. Long quay rất kỹ những tác phẩm này. Mai chứ thủy rất là lớn. Tích tù phát lọc. Một tác phẩm mai chứ thủy nung mật khỉ. Cái này cây lớn. Đấy, cây là trúng. Phẩm cây này là trúng đường huân gần 1 mét. Cái này thì đóng quay ở những clip trước rồi. Gần mét chú nhỉ? Mét. Mét luôn chú nhỉ? Mét luôn. Phẩm cây là trúng. Mét luôn. Lắc đầu luôn. Cái tác phẩm như thế này thì dễ gì mà tìm được hả? Đấy, là chung vậy. Có kia. Có tàng như một chiếc nấm khổng lồ. Đưa ra những tác phẩm như thế này. Là chung hơn 1 mét. Đây là chúng như vậy. Chúng. Đang đầu không? Nuôi được cái bộ gì? Bộ dằm xương này, phê. Giòn đều luôn rồi. Cây thì không còn kẽm đâu. Cái này già lắm. Không còn chút kẽm nào đâu. Này đây. Cái bên này hoàn cả mái chú nhỉ? Mét. Cái này á? Cái này cũng 1 mét. Cái này New Zealand. Cái này mình hoàn cả mét này. Đồ sổ. Đấy, cái hướng này nó hơi ngược.
cây thì gần như không có thèo đâu quý vị. Giọt cây đi lên luôn. Ra vườn nhiều chủ tứ thì còn nhiều tác phẩm lắm quý vị. Quý vị có thể mình sẽ mà mình tìm lại những clip trước của Long. Trước đây Long quay rất nhiều tác phẩm ở vườn chủ tứ. Và hôm nay thì Long quay một số tác phẩm cây mới, còn những cây mai chất thủy này thì trước đây Long có quay rồi. Trước đây Long có quay rồi quý vị. Quý vị có thể truy cập lại vào kênh Châu Giao Long để xem lại những tác phẩm này được kỹ hơn. Đồ sổ như vậy ngắn tay của Long đặt vào đâu có xin nhé gì đâu. Đường cắt chuyền đây là đồ sổ. Long thấy một tác phẩm bên này khá là độc đáo nữa. Đây, cái mai chất thủy này, cái này cái bộ đề ở dưới nó khủng khiếp luôn. Nhìn cổ thủ luôn, cổ lão luôn kìa. Đó là những tác phẩm có giá trị. Một số tác phẩm cái mini ở phía ngoài này nữa này quý vị. Số tác phẩm cái mini ở ngoài này nhưng mà có lẽ nó chỉ quay tại đây thôi. Mỗi clip thì ông sẽ lựa chọn những cái tác phẩm nào mới làm một chút xíu ông quay cho nó đa dạng cái video. Vườn chủ tứ thì lâu lâu ông cũng sẽ ghé lại và quay. Còn nhiều bên kia còn nhiều quý vị ạ. Đây một số tác phẩm cây xăm núi trải mini này, mấy cái thủy dạng cũng tầm mini thôi, cũng nhiều. Khá gây gần như thành phẩm rồi. Thì clip 6 nữa vài ba tháng ông quay lại thì ông sẽ lựa chọn một số tác phẩm nào đẹp và ông mà dễ giao lưu để quay kỹ cho quý vị và con có bác mình giao lưu cho nó tiền quý vị. Tác phẩm cái xăm núi trải mà nó có cái đường huân khủng như thế này. Các bạn thì những cái tác phẩm này thì giá trị nó nhiều quý vị. Đấy, mai chất thủy là chung này. Xăm núi Huỳnh đường Huỳnh 50 này quý vị. Xăm núi đường Huỳnh 50. Đây. Nó là một cái cối từ bên này qua tới bên này luôn. Xăm núi. Xăm núi trải. Được làm theo kiểu phong tàng quốc tế. Vườn chủ tư thì còn nhiều lắm quý vị. Những tác phẩm cái xăm núi trải nằm bên cái tiểu cảnh tàng minh nhiều như thế này các bạn, rất chuẩn chỉ. Rồi Long chỉ quay một số tác phẩm chia sẻ clip tại vườn của chủ tư thì mong rằng từ bà con cô bác mình xem video thì ủng hộ cho Long một like để ủng hộ tinh thần. Yêu mình Long thì quý vị có thể đăng ký kênh để theo dõi được những video mới nhất Long đăng tải mỗi ngày vào lúc 19 giờ quý vị nhá. Và bây giờ thì Long sẽ kết thúc clip tại đây. Những cái tác phẩm cây của chủ tứ thì Long sẽ để số điện thoại của chủ tứ lên nha quý vị và con cô bác mình liên hệ để giao lưu nếu như mà cảm thấy hợp nhãn quý vị nhé. Và bây giờ thì Long sẽ kết thúc clip tại đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ạ.